truyền thuyết kể rằng từ thuở khai thiên lập địa, cõi hồng trần có một kho báu bị cất giấu ở một nơi bí mật, mà tuy bản đồ đã bị mất nhưng thông tin lại bật mí nên cũng không còn là bí mật nữa. Giữa lúc người người nhà nhà quên mất kho báu thì tại một địa điểm bất ngờ xuất hiện một nhóm các siêu nhí đáng ngờ không hẹn mà gặp, cùng lên đường đi tìm kho báu. Liệu các siêu nhí có giải được mật thư để tìm ra kho báu? Đó cũng là một bí mật sẽ bị mất vì sắp được bật mí ngay bây giờ. Cái gì vậy mấy đứa? Minh Vy xẻo rồi. Minh Vy, Minh Vy, con sao vậy nè? Bác Tài ơi, xe của mình khi nào sửa xong vậy? Chưa biết hả thầy ơi. Chết rồi, tình hình này không được rồi. Mình phải kiếm nhà cho Minh Vy nghỉ ngơi thôi. Hay là bây giờ thầy trò tôi á đi tá túc ở đâu đó, rồi khi nào mà sửa xong á thì bác Tài gọi điện thoại cho tôi nha. Rồi. Đi tụi con ơi. Đang đi vậy có con sư tử nó nhào ra nó ăn thịt mình rồi sao thầy? Ừ, nếu như bây giờ có con sư tử ra là nó ăn thịt con đầu tiên á. Hả? Trời, con nghĩ sao ở đây mà có sư tử cho con mừng à? Không, thầy đi nữa đi. Không chừng có con rắn nó bò ra nó liếm mặt thầy. Con rắn nó đang nằm trong ba lô của con kìa. Trời ơi là trời, đi tìm nhà mệt muốn chết luôn à. Hay là bây giờ á, tụi con ngồi nghỉ đây đi, thầy chạy ù đi kiếm nhà sẽ nhanh hơn đó. Bây giờ cũng trễ lắm rồi đó. Nha, ngồi xuống đây Ngọc, ngồi xuống coi chừng em nha. Rồi nhớ là không có được đi đâu hết nghe chưa. Ngồi yên ở đây nghe chưa. Ngọc lớn coi chừng mấy em nha. Thầy tranh thủ đi tìm nhà về nha. Dạ. Chạy về với tụi con liền. Minh Vy ơi, Minh Vy ơi, Minh Vy, Minh Vy ơi, em có sao không? Em có sao Minh Vy ơi? Minh Vy, bà tỉnh lại đi Minh Vy. Minh Vy, sao Minh Vy nó cứ ngủ hoài vậy? Nó xỉu chứ nó ngủ gì. Nó bị mất tiền, tiếc quá nên xỉu không biết có tỉnh dậy được không nữa. Mấy đứa mà xỉu gì mất tiền á dễ bị hôn mê sâu lắm. Vậy hả chị Ngọc? Yên tâm đi, có tiền là anh tỉnh lại liền à. Vậy anh nghĩ. Trời ơi, không biết ai đâu mà ác nhân ác đức đi lấy tiền của Minh Vy chi. Cái nó mệt quá vậy trời. Thì đó thì giờ học chung lớp với bả. Tôi chỉ biết á là bả bị điệu thôi à. Không ngờ bả còn bị bệnh keo nữa. Mất tiền tới nữa mình tới xỉu luôn vậy đó hả? Chắc là Minh Vy nó bị ra tiền ở đâu đó. Hay là tụi mình chia nhau ra tìm đi.
trong lúc á mày lù gù chơi game, tụi tao đi tìm hết trơn rồi mà có thấy đâu. Vậy hả? Vậy gì? Hay là mỗi đứa của mình hùng một ít để cho Minh Vy tỉnh lại. Thôi góp chi cho nó nằm tới Tết cũng được. Anh gì mà kỳ vậy? Nhớ nè, làm anh khó lắm đâu phải chuyện đùa. À, mà em có cái ý này nè. Gì vậy? Cái gì vậy? Mình sẽ yểm bộ tiền cho Minh Vy đi. Yểm bộ tiền là cái gì? Đây nè, đây mọi người có tiền thì đưa đây cho em đi. Tiền đây nè. Đây nè. Đây nè, có tiền nè. Bây giờ nè, em sẽ yểm bộ tiền cho Minh Vy nha. Hả? Có ngàn à? Xỉu. Hả? Có 2.000 à? Vẫn chưa đủ. Xỉu. Giờ sao? Giờ sao? Baby. Không sao. Còn một tờ nữa. Cô lên baby. Bà khỏi cần ôm ba la. Có 1.000 tôi không tỉnh được đâu. Xỉu. Tụi con ơi, tụi con ơi, tụi con ơi. Tụi con ơi. Thầy. Mừng quá. Thầy thấy có một căn nhà. Bây giờ thầy cho mình á đi đến đó rồi tụi con ngồi ngoài hiên, xong thầy vô nhà thầy xin với chủ nhà cho chúng ta tá túc nha. Dạ. Đi. Mà Vy vẫn còn xỉu nữa nè. Minh Vy vẫn còn xỉu. Lên được nha, lên. Đi lên tụi con ơi. Có ai nhà không? Cô dì chú bác ơi, có ai nhà không? Cô chú gì đó ơi, có ai nhà không? Sao để kiếm đi vậy trời? Làm cái gì bà la dữ vậy? Ma, ma. Đứng lại đó. Thầy ơi, có chuyện gì mà thầy la dữ vậy thầy? Nín. Người tính nói ta ghê như ma nữa chứ gì. Hai thầy trò có một bài một hả? Ghê quá thầy ơi. Cái này con ma hả thầy? Không phải, là người con chứ không phải ma. Nhưng mà con thấy không lẽ là người ma? Hả? Trời ơi, ma là ma, người là người. Làm gì có vụ mà người ma? Thôi đi, hai thầy trò của các người vô đây nãy giờ cứ ma này ma nọ hoài vậy. Nói chưa, đây là con người chứ không phải là ma. Xin tự giới thiệu đến hai người. Ta là chủ của ngôi nhà này. Vậy là ông là chủ nhà này hả? Phải. Chủ nhà. Dạ. Ta tên Thồng. Hả? Ông tên là Thồng hả? Đúng rồi. Vậy chú này tên là Long Thồng hả thầy? Cái gì mà Long Thồng? Thồng thôi. Tự nhiên con đưa thêm chữ Long vô, tên ta nó xấu. Nhưng mà... Đúng rồi đó con. Tên của ông là Long. Tự nhiên ông con thêm cái chữ Thồng. Quên, tên ông là Thồng, con thêm cái chữ Lòng, nghe Lòng Thồng dữ lắm. Nhưng mà con nói đúng mà. Tóc ông cũng Lòng Thồng nè. Ừ. Đồ ông bạn cũng Lòng Thồng nè. Ừ. Nên con gọi là Lòng Thồng.
Thì ông thông cảm đi, con bé thấy ông lòng thông quá. Đúng rồi. Cho nên mới gọi ông là ông lòng thông. Dạ. Con nít nó có cái suy nghĩ cũng ngây thơ dữ. Nhưng hai người biết tại sao ta tin Thồng không? Dạ. Dạ không? Chuyện gì cũng cũng phải có đầu đuôi và cũng phải có sự tích của nó. Dạ. Được rồi. Ngồi đi, ta kể chuyện cho nghe. Ê con ơi, ngồi nói chuyện gì vậy? Thế nào thầy cũng đem bánh với trà ra cho hai thầy cho mình ăn. Làm gì có. Nhà ta nghèo như vậy, làm gì có thứ xa xỉ như vậy. Ủa, ngồi vậy là đi. Chị chỉ ngồi nghe cái chuyện thôi hả thầy? Đúng. Dạ dạ. Ngồi đi, ta kể chuyện cho nghe. Dạ, cảm ơn thầy. Chuyện là vậy. Các ngươi làm gì la dữ vậy? Mặt, thấy gì? Mặt xanh quá, thấy ớ quá. À ha ha ha, ta quên. Để ta tắt đèn. Tắt. Tắt rồi mà còn la cái gì nữa? Quyền diệu quá. Kêu tắt cho nó tắt liền thì ghê quá. Ghê quá à. Thôi kể đi, trời nãy giờ chuyện hoài. Được rồi, tập trung nghe ta kể cho hai ngươi nghe về cuộc đời của Thồng. Chuyện là vậy. Lúc trước trong giới giang hồ, ta cũng là một người có danh tiếng lẫy lừng. Ta tu tập trên núi Bà Đen. Thầy ta lúc bấy giờ cũng là một người có tên tuổi trong giới giang hồ. Sau 10 năm học tập trên núi, ta mới xuống núi để hành nghề. Nhưng ôi thôi, cuộc đời này sao lắm trong gai. Ta mới về đây ẩn dật cho đến bây giờ. Ta nói các ngươi có hiểu. Nè. Ôi vậy. Ta kể chuyện mà hai ngươi ngủ như vậy hả? Rồi có hiểu câu chuyện ta nói nãy giờ không? Dạ. Dạ hiểu. Im. Hiểu gì mà cười? Dạ không. Bà quên nữa. Nãy giờ các ngươi hỏi ta hơi nhiều. Mà hai ngươi đến đây để làm gì? Dạ thằng ơi, thật sự là thầy, thằng biết sao không? Mấy thầy trò sáng giờ đi mệt quá, cho nên thầy kể chuyện nghe êm tai quá, cho nên ngủ nào cũng hay. Cảm ơn ha. Thì ra là vậy à. Dạ không thầy không á thì thôi thầy kể lại thầy ha. Ta không có rảnh. Mà nó quên nữa, từ nãy giờ các ngươi vô nhà của ta mà ta chưa hỏi các ngươi đến đây để làm gì. Dạ không giấu gì với thầy, nói chung là thầy trò của tụi tôi đang lên núi thỉnh kinh, ý lộn quên, đang đi đi cắm trại á, thì lỡ độ đường thầy á, mà trời khuya quá đó, cho nên bây giờ mới thấy đằng xa xa có một căn nhà màu xanh đỏ tím vàng đó, cho nên là biết là ở đây chắc có người, cho nên mới hai thầy trò mới mạo muội vào đây để xin tá túc. Hy vọng là thầy. Thầy ngủ rồi hả thầy? Ta kể chuyện cho các ngươi nghe. Ủa gì thầy? Ta cũng mệt mà. Ủa đâu có, đâu có. Tôi đang kể cho thầy nghe mà. Mà thầy đâu kể chuyện cho tôi nghe đâu thầy. Thì lúc nãy các ngươi kể, ta kể các ngươi ngủ. Dạ. Thì bây giờ các ngươi kể ta ngủ. Hả? Gì kỳ vậy? Nhưng mà tuy ta ngủ như vậy thôi, chứ lỗ tai ta nghe được hết. Các thầy trò của các ngươi lên núi thỉnh kinh phải không? Hả? Không phải. Cái gì thầy? Cái gì lên núi thỉnh kinh thầy? Chứ ta nghe loáng thoáng là cái gì thỉnh kinh mà. Trời ơi đâu ra? Thầy con nó lộn. Là thầy trò tụi em á thầy. Tối nay không có chỗ để dừng chân phải không? Dạ. Ta biết hết. Nếu như thầy trò các ngươi không chê, nhà ta nghèo, thì tối nay cứ việc tá túc ở đây, rồi sáng mai đi sớm. Chứ giờ này đã khuya, ở đây vắng và nguy hiểm lắm. Thầy nói sao? Vậy là thầy đồng ý cho thầy trò tụi tôi tá túc ở đây qua đêm hả thầy? Phải. Mày ơi, chứ vậy là ông thầy lòng thông, ông thầy thông cho thầy trò mình tá túc đổi con ơi. Mà con kỳ vậy, con sao vậy? Nhưng mà ở đây có ổn không thầy? Hên xui.
Cô ta ở đâu? Có ai thấy tiểu long nữ của ta không? Quá Nhi, Quá Nhi, Quá Nhi. Tiểu long nhân, ngươi là ai mà biết rõ danh tánh của ta vậy chứ hả? Để ta đi tìm tiểu long nữ của ta đây, ta đi. Quá Nhi đừng đi, em có tiền rồi. Em trên tiền của bạn để tăng mạng cho Quá Nhi. Quá Nhi đừng đi tìm long nữ nữa, nguy hiểm lắm, coi chừng chết nhân răng bây giờ. Tiểu long nhân, ngươi chưa biết gì về tình cảm đâu. Tới khi ngươi lớn ngươi sẽ hiểu. Thôi, để ta đi tìm. Thả ra, ta đi đây. Quên chút, chỉ vì cô Long mà bỏ lại ngành cô hồn. Tiểu lùng nhân, người chưa hiểu gì đâu. Thôi, để ta đi tìm tiểu long nữ của ta. Thôi, ta đi đây. Hết thuốc chữa rồi. Không ngờ Quá Nhi vì mỹ nữ phụ bạc tình huynh đệ mà phải chết ngu ngốc như vậy. Không cam tâm, không cam tâm. Kẻ xấu thì phải bị trừng phạt, còn nít hư thì phải bị quýnh đòn. Ha ha ha. Ông đi lại hẹp, ông đi lại hẹp, ông đi lại hẹp, ông đi lại hẹp, ông đi lại hẹp. Các con ơi, dạ. Minh Vi, con tỉnh rồi hả? Bây giờ á, ông chủ nhà đã đồng ý cho chúng ta tối nay tá túc ở đây rồi. Dạ. Kêu Thanh Tú dậy nhanh lên. Dạ. Đi vô con, đi vô. Thanh Tú, Thanh Tú ơi. Ủa, tiền đâu ra mà quá trời vậy? Ủa tiền của ai mà sao con để trong nón của con nhiều dữ vậy Tú? Tiền đâu phải tiền của bạn đúng không? Đúng rồi. À đúng rồi nè. Ủa sao lại nằm trong cái nón của Thanh Tú vậy? Xin lỗi Minh Vy, tại vì mình mới game quá. Trên ơi, lấy tiền của Minh Vy để tăng mạng cho game. Bây giờ mình cảm thấy không cần nữa, cho lại Minh Vy nè. Vậy là Thanh Tú lấy tiền của Minh Vy khi nào vậy? Lúc mà mấy bạn xuống xe đi tè, mình vô hộp bàn của Minh Vy, mình lấy tiền. Như vậy là có nghĩa là lúc mà mọi người đi xuống xe đi toilet là con tới chỗ của Minh Vy, con lấy tiền của Minh Vy hả? Ủa, Thanh Tú, ông là thủ phạm lấy tiền của Minh Vy đó hả? Vậy mà hồi nãy bày đặt đồ gấp tiền đồ, ông chỉ sâu quá ha. Mày bị lậm quá rồi đó Thanh Tú. Thanh Tú qua đen lắm luôn á. Hên á, là mày chịu nhận tội. Chứ không á, một hồi á, tao cho mày nợ tiền, tao còn lấy nước miếng mày nữa đó. Thanh Tú, con biết lỗi của mình chưa? Dạ rồi. Vậy thì xin lỗi mọi người đi. Xin lỗi mấy bạn, xin lỗi mọi người. Đó, con thấy chưa? Chỉ do tác hại mê game mà con mới lỡ tay lấy tiền của Minh Vy như vậy đó. Như vậy là tính xấu lắm, không có được làm nữa nghe chưa? Dạ. Thanh Tú đã biết lỗi và đã xin lỗi mọi người rồi. Thôi chúng ta hãy cho Thanh Tú một cơ hội nha tụi con. Dạ. Bây giờ cũng trễ lắm rồi. Lấy ba lô vô, rửa tay rửa mặt, đi ngủ sớm. Ngày mai chúng ta còn khởi hành nữa. Dạ. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Thôi đi vô. Nhanh lên tụi con. Hey. Từ nên chia.